rồi mình đi biển Tân Thành để ăn hải sản. Thì ngay tới đó mình sẽ review lại cho các bạn coi nha. Cái vụ này là chỉ để mà cái người này là chỉ quảng cáo quán ăn thôi đó, mà chạy theo từ nãy giờ đó nha. Trời ơi, như là lần đầu tiên mình tới đây luôn anh. Xin à đó. Ờ 22 kìa. Is it this one? Rồi, để vô đi. Wow. Anh chưa bao giờ đến đây nha. Tới đây dạ chưa hả? Tới rồi. Em chưa đó. Không biết hen. Đây là biển Tân Thành nha các bạn. Đó. Ủa không có gì hết à? Hay hả? Chị Tân Thành cũng đẹp nha, rộng rãi. Nhà chị L, nhà chị V gặp nhau ở đây. Thư cô Văn chưa? Later. Hello. Hello. Biển Tân Thành nha, mình thả này xem hả? Sam. Sam. Trứng sam. Is that a horseshoe crab? Ghẹ cái. Này ốc gì anh? Ốc gì Văn? Cái này ốc gì? Ốc bông. Ốc bông. Sam con bự đấy rồi. Ghẹ nghêu. Đẩy nó qua rồi, đẩy nó qua. Mỗi dĩa cơm gì đó. Nguyên bàn luôn. Cố lên. Có nè. Rồi. À, cố lên. Cố lên có nè anh. Gì vậy? Này chơi đã phải không? Thì là chơi đang đã. Hay mình này chơi đã không? Sung sướng luôn. Nhiều. Ăn ngon không? Ăn ngon không? À. Ăn ngon không? Mommy, look how long this is. Do you see it? Back when... Yeah, you that. Yeah. Yeah. Cái đó là gì? Cái đó là gì? Này là thịt con sam. Thịt sam hả? À. Ăn đó là phải ăn như vậy. Trứng, chấm trứng. Ăn trứng là chấm muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh. Thấy không? Cầm lên phải ngó nó. Thấy không? Ngó cho kỹ xong. Em chiến đấu cuối cùng.
hải sản ăn quá ngon. Còn kiếm nữa hả? Tạm dừng cái video này nha.